tự sự mùa xuân gửi tới Hồ Văn Cường, fan cố ca sĩ PN nói sự thật. Cũng đã hơn một năm rồi kể từ hôm ấy. Ngay bây giờ bạn bè tôi còn leo núi ở tận vùng Tây Bắc Tổ quốc trên đỉnh Pha Xi Băng. Tôi không đi vì có hẹn, tuy thời gian còn nhưng sợ đi nhiều đuối. Tiếc lắm chớ nhưng biết sao giờ. Muốn cái này thì phải mất cái khác thôi, không thể tham lam mà cái gì cũng muốn. Kể từ hôm tôi thương một người không phải là con cháu ruột già mà sao thương đến thế. Vì sao ư? Vì em ấy là một ca sĩ tài năng nổi tiếng từ rất sớm. Sau bao năm tôi cũng không chú ý nhiều vì em có bến đỗ và tôi lấy đó làm an tâm. Rồi điều không muốn xảy ra với toàn nhân loại, cụ thể là cả thế giới nhiễm Covid, trong đó có người mẹ nuôi em. Nói là mẹ nuôi nhưng tôi biết thừa vì cách gọi của thế giới showbiz, đó là cách gọi và cách làm đôi bên cùng có lợi. Ừ thì cũng tốt quá, vì em ấy còn nhỏ quá mà cha mẹ không biết về showbiz. Tôi hay theo dõi những lần em đi hát khắp đó đây, nhưng tôi không chú ý về mặt em được hay mất gì, vì tôi không là fan ai cả. Thế rồi sau đám tang một ca sĩ hạng A mà ai cũng ngỡ ngàng không tin đó là sự thật, trong đó có tôi. Nhưng ngỡ ngàng quá đỗi, đến mức không thể tin nổi đó là sự tiểu tụy của em ấy. Và càng không tin nổi em ấy đang bị ai đó tra khảo chuyện gì, và sau đó là những đêm gần như thức trắng. Để làm gì ư? Cầu nguyện, rồi làm thơ, muốn nói thay em những điều oan ức và uẩn khúc trong thế giới này mà em còn quá nhỏ vô tình vướng phải. Đó là chuyện showbiz không như em tưởng tình thương thật giống mẹ mình. Nếu như không có trận cuồng phong dịch bệnh mà họ nói là thanh lọc bớt thì em còn ở trong cái vỏ bọc hào nhoáng ấy đến bao giờ? Bồn chồn và lo lắng không yên khi nghĩ đến em không đủ nghị lực để vượt qua và sẽ làm dại. Thì tôi là người trong hàng vạn người không tài nào chấp nhận được. Thế rồi căng mắt nhìn em hát trong một lễ lớn tại trường Đại học Hoa Sen. Tôi như bừng tỉnh vì em ấy đây rồi. Nhưng ôi sao nhà trường không đăng clip. Tôi hiểu rồi, vì mình có chút kiến thức nên đoán ra ngay. Mấy chục bài thơ rồi muốn thay lời em nói và động viên em hãy vượt qua. Nhưng than ôi, trang mạng em đâu còn nữa. Thế là đành phải đi tìm, phải xuống tại nơi này, nơi có môi trường giáo dục và là nơi đào tạo những nhân tài. Lần đầu tiên tôi bỏ hết cái tôi về một phía, ôm hôn một em bé chưa tới vị thành niên, gầy nhom mảnh khảnh nhưng ánh mắt sáng ngời, toát lên vẻ hiểu chuyện trước sự chứng kiến của bao người. Mục đích của tôi là muốn trao cho em những gì mình muốn nói, để khẳng định em là nạn nhân trong vụ này, kể cả vụ đào thải của thượng đế kia. Đó là dịch bệnh cướp đi người mẹ nuôi, để những người ăn theo mưu toan cơ hội, khi mẹ nuôi không còn để tìm thủ đoạn bao che em nữa. Thời gian nặng trĩu khiến như đồng hồ quay chậm lại. Lâu thế mà mới có hơn một năm, sau những ngày vui xuân đón Tết là hai lần mừng em trở về quê cũ. Và tôi bỏ hai năm không viết báo mừng xuân để kiếm nhuận bút và lạ thay đi gặp mặt đầu xuân tại những nơi công sở, những địa chỉ đó mình cũng mặc áo xanh. Để chi vậy? Để thầm nói, có một em bé Việt Nam thật kiên cường, nghị lực giỏi giang, vượt khó và chăm ngoan hiếu thuận, nhẫn nhịn khiêm nhường đến câm nín trong khổ đau để vươn lên học tập và ca hát như một chú chim non thoát nạn sau cơn bão lớn. Thật khâm phục một tài năng như ca sĩ Hồ Văn Cường các bạn ạ. Cảm động cụ ông xin hy sinh tuổi xuân để đổi lấy một điều đặc biệt cho Hồ Văn Cường. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, mới đây một người hâm mộ Hồ Văn Cường có chia sẻ những dòng tâm sự hết sức cảm động trên hội những người thương và bảo vệ em Hồ Văn Cường, xin khẩn cầu được hy sinh tuổi xuân của mình để giúp Hồ Văn Cường. Cụ thể người này viết: hôm nay nghe tin có nhện quấy nhiễu trước cổng Âu Cơ nên tôi mong mỏi xanh đọt chuối. Hãy giữ vững quyết tâm bền lòng gan bo, bảo vệ công lý chính nghĩa cho Hồ Văn Cường. Vì đường con đi còn nhiều chông gai, che chở cho con Hồ Văn Cường đừng bị tổn thương, để cho con vững niềm tin tiếp bước đến tương lai. Có thương thì thương cho chót, có gọt thì gọt cho tròn, đừng gọt sọc dưa tội cho con. Tiên Phật tiến tới Tây Phương, đừng bỏ giữa đường tội lắm người ơi, tu đạo ấy đến nay quá lâu mà con vẫn chưa an yên. Xin tha thiết khẩn cầu trời Phật giảm tuổi thọ của tôi để đổi bình an, bình yên, hạnh phúc, sức khỏe và thành công cho Hồ Văn Cường. Xin trời Phật chứng minh lòng thành tâm khấn cầu. Sau khi những dòng tâm sự này được chia sẻ, bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận. Thật là một ước nguyện cao quý. Một đứa trẻ mới lớn chịu bao tổn thương. Tại sao lại cứ phải vùi dập một đứa trẻ như thế? Nếu PN còn sống, chị cũng không đồng tình với việc làm này. Sao không để cho PN yên nghỉ nhỉ? Tội cho PN, cháu Cường vừa đi học vừa phải đi hát, lấy tiền nuôi cả nhà. Một đứa trẻ như thế làm sao có thể là người xấu được? Cảm ơn xanh đọt chuối, các bạn là những người tuyệt vời, các bạn là những người có tâm Phật. Con cảm ơn ngoại thật nhiều, con chúc ngoại có nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống ạ. Và ngoại ơi,
Ngoại không cần phải giảm tuổi thọ đâu ạ, ngoại hãy để tuổi thọ đó mà niệm Phật thật nhiều, rồi hồi hướng công đức đó cho em Cường là sẽ thành công và thành công lâu dài nữa ạ. Và con cũng chúc ngoại có nhiều niềm vui mỗi ngày ạ. Ngoại yên tâm nhé, bọn bẩn bữa đó nó làm thế thì càng làm cho nhiều người thương thằng bé thôi ngoại ạ. Còn những kênh YouTube bẩn thối nát cứ kêu ông ổng như con cầu tặc, đó là chỉ để câu view thôi ngoại ạ. Trong những con người đó thì ngoại cũng thừa biết là con người dưới lỗ móc lên rồi. Ngoại ơi, nó cứ gâu gâu suốt ngày, nhưng thằng bé vẫn tỏa sáng, vẫn được nhiều người yêu thương, vẫn được fan cả trong ngoài nước tặng quà cho nhiều. Vì thế ngoại yên tâm nhé. Bọn bẩn bữa đó nó làm thế thì càng làm cho nhiều người thương thằng bé thôi ngoại ạ. Yêu ngoại, khóc rồi ngoại ơi, ngoại yên tâm, người dân Hà Nội văn minh có chính kiến, chỉ là vài người đói cháo bị xui khiến làm cản thôi, không đáng bận tâm đâu ạ, Cường không có thời gian để ý đâu, mục đích làm Cường không hát được nhưng họ đã thất bại. Đọc bài viết của ngoại mà xúc động vô cùng, cầu mong cho ngoại và mọi người luôn luôn bình an và mạnh khỏe để bảo vệ cho con trai Hồ Văn Cường, mãi mãi yêu thương và ủng hộ cho Hồ Văn Cường. Trời ơi, đọc status của ngoại con không cầm được nước mắt. A Di Đà Phật, xin trời hộ độ cho bà ngoại của Cường, sức khỏe bình an để ngoại cùng đồng hành và dõi theo Cường từng ngày tháng dài phía trước. Yêu hai bà cháu quá. Đọc bài viết của bà ngoại mà dâng trào cảm xúc, bà yêu thương Cường đến nỗi bằng lòng giảm tuổi thọ của mình để đổi lấy sự bình an và hạnh phúc cho Cường. Ôi, một người giàu lòng nhân ái, một tình thương vô bờ bến, thật đáng tôn kính, đáng yêu thương, đáng ngưỡng mộ. Hỡi những ông bà đòi tẩy chay Cường ở trước cửa nhà hát Âu Cơ Hà Nội, hãy nhìn lại mình đi, tại sao lại soi mói một đứa trẻ mới lớn, đáng tuổi con cháu của mình, trong khi thằng bé không có lỗi gì. Các người có con tim khối óc không? Hãy đọc bài viết trên của bà ngoại đi, để mà ăn năn hối lỗi đừng tạo nghiệp, để sau này linh hồn được siêu thoát, khỏi xa xuống 18 tầng địa ngục nhé. Sao đã hơn một năm rồi mà vẫn không buông tha cho thằng bé, tôi nghĩ không ra nổi. Đứa bé nó làm gì nên tội, ôi thương cho Út Cường quá, mong ông trời phù hộ cho cháu sức khỏe và giữ vững niềm tin đừng chán nản. Và một lần nữa tôi rất rất mong xanh đọt chuối bảo vệ Út Cường chúng ta, hãy bắt tay nhau đoàn kết để bảo vệ bé Út Cường, tôi thành thật cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn, vì sao Ngọc Sơn quý mến Bầu Thụy và cách xưng hô càng bất ngờ hơn? Trong thời gian vừa qua, Hồ Văn Cường đã quay trở lại showbiz sau scandal ồn ào với mẹ nuôi là cố ca sĩ Phi Nhung. Nam ca sĩ được danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy hết lòng nâng đỡ để tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát. Hồ Văn Cường liên tục xuất hiện trong những buổi livestream và song ca cùng Ngọc Sơn tại biệt thự của Bầu Thụy, thu hút được sự chú ý của khán giả. Nhiều người thắc mắc mối quan hệ giữa Ngọc Sơn và Bầu Thụy thân thiết đến nhường nào mà lại có sự bắt tay nâng đỡ cho Hồ Văn Cường ăn ý đến vậy. Ngọc Sơn vốn có mối quan hệ quen biết rộng rãi, không chỉ trong showbiz mà còn cả trong giới kinh doanh, trong suốt 30 năm hoạt động nghệ thuật của mình.